Rồi, ok, hello các em, và chào mừng các em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ lại đến với chương mục hôm nay xem gì và sẽ không xem TikTok nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một video, chỉ một video duy nhất, nhưng mà nó sẽ khiến cho mình và anh em cảm giác thỏa mãn đến tận cùng. Và để xem là liệu là nó có được như thế hay không thì chúng ta sẽ cùng xem nhé. Và với cái tinh thần nhanh gọn và thỏa mãn thì bây giờ mình sẽ xem luôn, không giới thiệu nhiều, tại vì đây là cái chủ đề đã quá quen thuộc rồi. Ok, bắt đầu nhé. Cái này nó giống như nhựa đúng không? Mình cảm giác nó gần giống như cái mực từ cái bút vẽ 3D nó chảy ra ấy. Wow. Wow. Anh em nhìn thấy đất không? Ui, nước và đất này, ui, kiểu vậy, ui, sóng này. Wow, mới là một con sóng bé thôi mà đã như thế này rồi. Thế mới biết là nếu mà có sóng thần thật thì nó sẽ kinh khủng đến như nào. Thế à, vẽ trên cát luôn. Wow, đẹp nhờ. Này, nhưng mà làm thế nào để mà người ta vẽ được một cái hình như thế này mà nó không bị lệch đúng không? Nếu mà là mình ấy thì chắc là mình sẽ vẽ nó bị lệch mất, mấy cái hình này nó không thể tròn ngay được. Đỉnh thật sự luôn. Wow, chắc tự tin được. Cái này được gọi là cái gì đây? Trang điểm thế hệ nhầm, trang điểm phiên bản 2020 à? Wow, ui, cái cầu trên nước luôn. À, mình biết này, cái này là một cái tác phẩm, người ta gọi là tác phẩm điêu khắc đương đại. Mặc dù là cái tác phẩm này nó có thể xoay được, nhưng mà thật sự đây là một tác phẩm điêu khắc đấy. Ôi, chết. Rồi, tất nhiên làm gì đây? À, lộn xào cùng sóng biển anh em ạ. Đẹp đấy. Ui, cái này thì... Ui, sướng nhờ, nhìn cảm giác sướng thật sự luôn. Mình, nói thật, mình nó cho mình một cái cảm giác là mọi thứ nó diễn ra nó quá hoàn hảo. Wow, ui, mẹ tóc này mới đẹp này. Tóc cầu vồng luôn. Ui, anh em nhìn kiểu ui nó bay lên bầu trời mây luôn. Nói thật là mình cũng muốn được một lần bay như thế này. Nhưng mà để bay được như thế này thì anh em cần phải có kỹ năng điều khiển dù lượn rất là kinh khủng luôn đấy. Ui, bay trên tầng mây, làm gì có ai mà lại không thích như thế này đúng không? Ước mơ của con người là được bay lên mà. Đã nhờ. Wow, cái cảnh nó đã đẹp rồi, xong rồi còn được bay lượn ở trên cái bầu trời ở trong cái khung cảnh này thì quá xứng đáng luôn, quá đỉnh luôn đấy. Wow, sung sướng. Ui, cắt được nước là có thật anh em ạ. Wow, phê đấy nhở, phê đã vậy ra trường. Đẹp đấy. Wow, hình một con ngựa luôn. Ui, hình một con ngựa thật kìa. Rồi sao? Ui. Và bây giờ thì mình đã biết làm thế nào để mà người ta xoắn được cái quẩy vào rồi. Đã. Còn cái này là gì? Tô màu cho gạch men à?
Làm thế nào để mà nó không bị chồm ra ngoài nhỉ? Xin vậy. Ui, tóc bượt. Kiểu cảm giác như vậy, cái mái tóc nó bượt mắt thần lìm ra nhỉ. Còn ở thanh niên này thì làm gì đây? Thả diều à? Ồ, nó cái dù rồi. Ui. Phê. Ui. Ui. Còn đây là phim về một chú chó. Được vẽ từ rất nhiều bức tranh. Uầy. Uầy. Cái này tỏ tình chất này. Thề luôn em là phung đổ đấy, chắc là đàn ông mẹ rồi. Uầy, cái này ảo thế. Cái này ảo quá anh em ơi. Cái này ảo quá này. Đây là chuyển động liên tục của những vật thể giống nhau tạo nên một hiệu ứng. Tạo nên một hiệu ứng thị giác rất là mạnh. Hoàn toàn là nhờ sức gió để chuyển động chứ không cần phải có được cái động cơ nào bên trong hết. Nếu mà gió mạnh thì nó sẽ chuyển động nhanh như thế này, còn gió yếu sẽ chuyển động chậm lại. Cái này thì thề quá là thỏa mãn rồi còn gì nữa. Thế còn đứa gì đây? Uầy, nhìn kìa, nhìn cái lớp kem nó chảy từ bên ngoài xuống này. Uầy, sung sướng, cảm giác sung sướng. Những ai mà thích đồ ngọt nhìn này chắc phê lắm. Đây gọi là máy gọt vỏ đúng không? Máy gọt vỏ cam. Wow, hay quá. Nhịp nhàng uyển chuyển anh em ạ. Ui, cái màu vàng thôi khỏi bàn nhá. Màu vàng. Ui. Cái này thì chắc là đồ họa máy tính rồi. Ui, nhìn nó đan vào nhau kìa. Phê không? Ui, đù. Tinh thể nước à? Wow. Cái này gọi là gì? Điêu khắc hình gỗ mẹ rồi. Trời. Đều tăm tắp luôn. Mà cảm giác như cái gỗ nó rất là mềm so với cái cỗ máy này nhá. Kiểu như nó giống như miếng bọt biển luôn chứ không phải là gỗ nữa. Nhìn làm sướng mắt thật sự. Rồi, khắc gì một thanh sô-cô-la đâu. Trời. Cảm giác giống như chúng ta đang nhìn một cái dạng san hô ấy, nó uốn éo dưới mặt nước đúng không? Đây là hình ảnh của bông hoa nở. Hoa xương rồng. Quay gần hơn à. Wow. Wow, hoa nở trong hoa luôn. Vâng. Cái này thì vừa nãy chúng ta đã xem rồi, nhưng mà là màu trắng. Và bây giờ họ đã thêm màu vào. Trông lại càng ảo hơn. Uầy. Không được. Giống như hàng ngàn hàng vạn cái gọi là chân châu đang trào ra từ cái ống hút ấy đúng không? Vâng, đây là mô phỏng cách mà loài chim bay. Hay phết nhỉ? Wow. Cái này là làm từ cát động lực này. Wow, cái màu nó chuyển động luôn kìa. À nhầm, cái vết vực nó đang chuyển động kìa. Trời ơi. Anh em nhìn đâu? Cái vết mực nó đang chuyển động luôn. Cả
cảm giác hơi tốn màu nhưng mà nhìn nó đã mắt. Anh cái này nó giống như quyển sách của Trung Quốc ngày xưa này. Trời, hay nhìn cái miếng thạch kìa, ui mềm luôn, nó nhún nhảy, nó đàn hồi, cảm giác cắt vào nó trông, ui đã nhở? Anh em có giống cảm giác với không? Cảm giác mình thật sự là rất là muốn được vào cắt một phát thôi, chỉ cần cắt một phát thôi, không cần nhiều. Wow, họ lôi lên con gấu từ một đống bầy nhầy anh em, mình đoán cái này là tua ngược video rồi. Wow. Hơi chóng mặt nhưng mà đẹp. Thế còn cái này là cái quái đây. Được. Mình công nhận là rất sướng mắt. Ui, được phát 2 luôn. Chui. Ui, nó mịn, nó phê nhở. Ui. Thế luôn, mình rất là muốn vào, mình kiểu mình sẽ vò nát cái đống này để cho nó mụn bặt ra ấy. Thì mình trông nó phê quá. Còn có cái hồng bên trong chứ. Wow. Mình rất muốn được mình muốn được vào cạo luôn. Ôi, à cái này là cuộn len à? À là cuộn chỉ chứ đúng không? Đây là cuộn chỉ chứ. Trời ơi. Nói chung là cái gì mà khi mình quay chậm lại mà nó có cái hiệu ứng thì nó cũng đều đẹp cả. Rồi, hết rồi anh em ạ. Nói chung là kiểu mẹ đang hay thì đứt dây đàn, nó đã cương mất ỉa thì nàn đi chơi. Tôi hôm nay là chúng ta đã xem rất là nhiều những cái thể loại video, mặc dù ngắn nhưng nó sẽ đem lại chúng ta một cảm giác rất thỏa mãn. Ngoài cái cảm giác thỏa mãn ra thì nó còn khiến cho mình kiểu cảm giác wow, kiểu nó kỳ diệu quá, khiến cho mình phải wow. Rồi ok, và đây là video thuộc chuyên mục hôm nay xem gì, thuần hôm nay xem gì luôn nhá. Chúng ta chả làm gì khác ngoài cái việc là ngồi xem những video hay ho với nhau. Và nếu như anh em muốn mình tiếp tục làm những cái chuyên mục tương tự như này thì có thể gửi bất kỳ một cái video nào mà anh em cảm thấy hay ho, hoặc là anh em có thể gợi ý cho mình những cái chủ đề mà anh em muốn mình làm về cái chủ đề làm về cái chuyên mục của hôm nay xem gì ở bên dưới ngay cái video này luôn. Anh em có thể comment cái tên của cái chủ đề đó ra để mình tham khảo và mình có thể làm. Ok, và đừng quên là nhấn vào nút like video này để ủng hộ mình và đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 1 triệu người đăng ký. Còn giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.